Chú chào con Khánh Hưng. Thì sau 2 tuần thì chú trở lại đây, thấy con đầu trọc vẫn như xưa. Rồi con hôm nay là chủ nhật con không có đi học đúng không? Dạ. Rồi hôm nay con chú quay lại đây thì con sẽ tặng cho chú bài gì? Dạ, Lưu Thủy hành văn. Dạ. Con phát âm chưa được chuẩn lắm đúng không? Dạ. Rồi cố gắng phát âm mình ca này, cố gắng phát âm chuẩn chút đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ như thế này. Mọi người ở trên mạng hiện bây giờ chú đăng lên cái clip của con thì mọi người rất là quan tâm đến cái tài của con, về cái tài đờn của con, nhưng mà không biết là con ca như thế nào. Thì con hôm nay con sẽ tặng cho cả nhà mọi người một cái bài gì cho nó vui vui được không? Dạ. Con sẽ hát bài gì nè? Dạ, Lưu Thủy Hành Văn. Lưu Thủy Hành Văn. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ hát nha. Dạ. Rồi. Rất hay luôn, nhưng mà con đờn này cực kỳ hay rồi, trọn vẹn rồi cho điểm 10. Nhưng mà con phát âm á, cái từ không, con sao con phát thành không không hả? À, với lại từ thơ thì con lấy là hơ. À, mai mốt mình phải phát âm, kêu cô giáo chỉ cho mình phát âm chuẩn lại nghe chưa? Rồi con cảm ơn thầy, chú cảm ơn con rất là nhiều. Hôm nay cũng đẹp trai như xưa, không có gì thay đổi, cười rất là dễ thương. À, chú cảm ơn con, chúc con tương lai sẽ trở thành một cái nhạc công nhí để đứng trên sân khấu đàn cho mọi người hát. Dạ. Yeah. Rồi con có muốn nói là gì với lại cô chú anh chị không? Với lại khán giả không? Hả? Dạ. Con có muốn nói là gì không? Dạ. Không, cười thôi. Rồi, chú chào con ha. Dạ.